Hello đồ con nhật bản.com, chào tất cả anh em thân thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần và máy về cho anh em câu. Cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193. Zalo cũng vậy, 0794559193. Rồi đầu tiên em lên phao nha. Phao cổ đài thông minh đây. Phao cổ đài thông minh đây nha. Phao này là phao nano, phao thông minh đây. Bán cho anh em giá là 10k một quả nha. 10k một quả thôi. Đấy. Phao là em ship với cần với lại cước rồi nha, em không có ship riêng nha. Rồi 10.000 một quả thế này đây, em có hai loại, loại dài này, loại dài để câu sông và loại đây, loại dài và loại ngắn nha. Rồi một loại là chì 1,3 gram và một loại là chì 3,6 gram đấy. Phao đài thông minh nha, 10k một quả. Tiếp tục là cước phun carbon. Dòng cước này thì thôi không bao giờ làm thành, anh em thất vọng luôn. Mấy dòng này thì anh em đánh hàng săn hàng được cực đỉnh luôn. Đây loại này là loại 2.5 này, sức tải là 9,3 kg nha, độ dài là 150 m. Đây cước màu trắng thế này đây, phun carbon 100% đây. Rồi loại này để cho anh em giá là 200k một cuộn nha, 150 kg cước màu trắng thế này, gồm có size 2.5 này, 3.0 là sức tải là 9,9 kg, 8.0 sức tải là 21 kg, 5.0 sức tải là 16 kg và 6.0 là sức tải là 17 kg nha. Loại này thì thôi anh em săn hàng câu chép câu gì cũng được, rất là sướng câu biển luôn nha. Làm thẻo 150 m đây, màu trắng thế này, đánh cực kỳ nhạy cá luôn, dây cứ dây rất là mềm miệng. Rồi tiếp tục là thẻo phun carbon, loại này là gọi 0.8 nè, 1.0 gồm có loại 0.8 với 1.0 nha. 0.8 là sức tải là 2,8 kg và 1.0 là sức tải là 3,4 kg nha. Loại này cũng phun carbon 100% màu trắng thế này đây. Rồi một cuộn này là giá là có loại 1.2 nữa, 1.2 là sức tải là 4 kg, giá cước cực kỳ nhỏ luôn, phun carbon giá là 50k một cuộn. Rồi một dòng siêu phẩm, dòng này thì thôi, dòng này là gồm có size 1.2 này, độ dài là 200 m. Dòng này là dòng classic phun carbon 100% đây, cước màu tím thế này nha, 200 m, 1.2 sức tải là 7,4 kg nè, 2.5 là sức tải là 9,3 kg. Loại này mà anh em câu chép rồi á, cước này là xuống nước nó tàng hình nha, ra biển thì nó cực kỳ dẻo luôn, cực kỳ sướng luôn. Rồi dòng là dòng super, 1.5 là sức tải là 7,9 kg nè, 2.0 là sức tải là 8,5 kg 200 m nha, 3.0 sức tải là 9,9 kg và 2.5 đây chứ, 2.5 là sức tải là 9,3 kg, 5.0 sức tải là 16 kg, độ dài 200 m. Rồi 8.0 là sức tải là 21 kg nha. Loại này là đồng giá cho anh em, là cho tất cả các size là giá là 250k một cuộn nha. Đây loại này đây, phun carbon 100% màu tím, cước này cước tàng hình nha, làm anh em chiên cho anh em câu chép, dòng là chiên câu chép, câu tra, câu biển sân hàng. Làm thẻo nha. Rồi đầu tiên em xin phép lên lên máy. Bên em có bán màu lưu rê lóc nha, có vài mẫu đây, màu lưu rê lóc đây, có màu nháy hơi nha, con này là màu dưa hấu này, đây con này là màu dưa hấu nha, con này câu cá cực kỳ nhạy, ở dưới nó màu đỏ, nói chung nó y quả dưa hấu vậy, đánh cá cực kỳ xịn luôn. Lưu rê lóc rồi giá 100k một con, và hai con bọ hung thế này cũng vậy, giá là 100k một con nha. Rồi đầu tiên là em lên máy China xuất Nhật nha. Đây là ba máy Trung Quốc xuất Nhật đấy. Đây ba con máy China xuất Nhật này, một con máy là 3.000, một con máy là 1.500, một máy là 2.000 nha, và một con máy là 1.000 nha. Đây máy hoạt động, đây máy hoạt động rất là êm mượt nha. Loại này thích hợp cho anh em câu tôm, câu mực, lưu rê lóc. Đây ngồi hình máy đây, hàng China xuất Nhật, phun carbon 100%. Loại này anh em câu tôm câu mực đồ rất là sướng luôn. Rồi tiếp tục mã số 2, máy cực kỳ nhẹ nha, con này là xây theo máy 2.000, Gatio là 4.9, cước số 3 vào được 90 m. Mô pin sóng đôi tay trái phải này, dòng máy này rất là đẹp luôn. Cũng hàng Trung Quốc xuất Nhật, China xuất Nhật. Tiếp tục là mã số 3,
Mã số 3 là cũng là một con máy, con này là Gatio là 4.3, xay thương máy 3.000. Mà con này ngoại hình nó hơi bị xấu xí nha. Đây, ngoại hình nó bị hơi bị xấu xí nè. Đây. Rồi, ba con này để cho anh em giá là ba con. Giá em này ba con này giá là 300k nha. 300k ba máy. 300k ba máy nha. Máy thì hoạt động được hết. Mua pin sóng đôi tay trái phải. Đây. Đội này thích con này thích hợp cho anh em con ngâm lăn xe nha, tải cá khoảng tầm 5 kg đổ lại là ok. Rồi, tiếp tục mã số 2. Mã số 1. 300k ba máy. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục là ba máy. Là một con máy, con này là dòng dòng XX nè. AX Spin, con này cũng hàng China xuất nhập. Gatio là 5.1, xay thương máy là 1.000, xay thực là 1.000, mô bi sống đưa tay trái phải đây, máy rất là êm mượt này. Loại này thích hợp cho anh em câu lưu rê lóc, câu tôm, câu mực, đánh u lời cảm giác đây. Rồi, tiếp tục là một con máy 2.000. Tiếp tục là một con máy 2.000, con này thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Con này là thiết kế cực kỳ đẹp nha. Xay thương máy 2.000, xay thực cũng 2.000. Gatio con này là 4.9. Cước số 3 vào được 90 mấy, cước số 2.5 vào được 100 mấy và cước số 2 vào được 115 mấy nha. Mô bi sóng đôi tay trái phải. Rồi, tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là một con máy, con này là xay thương máy 5.000, xay thực là 6.000. Dòng này là dòng dòng của, cũng thuộc dòng cũ nông nha. Chuyên cho anh em săn hàng, đánh lục xa bờ, ngoại hình thì có cũ nhiều theo thời gian đây. Ngoại hình có cũ nhiều theo thời gian nha. Rồi, ba con này để cho anh em giá là 350k ba máy nha. Ba máy này giá là 350k. Một con xay thương máy 5.000 này, xay thực con này là tới Gatio con này tới 5.2 luôn nha. Rồi, xay thực tới 7.000 nhưng phải 6.000 nữa, 7.000. Cước số 5 vào được 135 mét nha. Anh em đến mặt biển đến lục xa bờ, tay quay kim loại nha, tay quay kim loại xịn sò, cối và than carbon. Rồi, 350k ba máy. Ba máy này giá là 350k nha. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là ba máy câu. Rồi, một con này là con xay thêm máy 4.000, cước số 4 vào được là 150 mét. Mô vi sóng đường tay trái phải, Gatio con này là 4.6. Đây. Loại này đây. Này nó bị tụt cái nắp nha. Đây con này nó bị tụt cái nắp này, để gắn lại cái nắp này. Đây ngoại hình nó đây. Xay thương máy 4.000, xay thực là 4.000, mô bi sóng đường tay trái phải, ngoại hình máy thì có cũ theo thời gian nha. Rồi. Con này mã 1, tiếp tục mã số 2. Mã số 2 này, mã số 2 là con này là xay thương máy 1.000, xay thực là 1.000 luôn, mô bi sóng đường tay trái phải. Gatio con này là bao nhiêu đây? Gatio con này là 5.2 nha, Gatio là 5.2. Rồi, con này China xuất nhập nha. Rồi, tiếp tục con này là hàng nội địa Nhật. Đấy, một con máy Mentri. Con này hàng nội địa Nhật nha, thân kim loại, tay quay bằng cơ, cối carbon. Đây ngoại hình này. Ngoại hình máy rất là đẹp luôn. Rồi, ba con này. Con này là Gatio là 5.2, xay thương máy 1.000, hàng Japan. Con này là hàng China xay 1.000, con này là hàng China xuất nhập luôn. Rồi, ba con này. Ba con này để cho anh em giá là một con hàng nội địa này, xay 1.000, nhỏ gọn. Bộ pin sóng đuôi tay trái phải nha. Máy rất là êm mượt luôn. Rồi. Ba con 360k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là ba con máy. Mã số 4 tiếp tục là ba con máy câu. Đây. Con này là xay thương máy là 1.500 nè, mô pin sóng đuôi tay trái phải nè. Rồi. Này xay thương máy 1.500 nha. Gatio con này là 5.2, mô bi sóng đuôi tay trái phải, máy thì ngó ngộ hình nó có cũ nhiều và có sơ xước nhiều nha. Đây. Rất là cũ rồi. Tiếp tục. Câu này. Rồi, con này là xay thương máy 800, xay thực là 800, thích hợp cho anh em câu tôm, câu mực, câu lời cảm giác. Lưu rê lóc. Rồi, cước số 3 vào được 100 mét nha. Gatio là 5.5 nha. Gatio con này tới 5.5, tay quay bằng cơ nha, cực kỳ khó gãy luôn. Rồi. Tiếp tục mã số 3. Đây, con này là xay thương máy 4.000, xay thực là 4.000, mô bi sóng đuôi tay trái phải, Gatio là 4.8. Thông số cước là cước số 4 vào được 180 mét. Ngoại hình càng, ngoại hình máy. Rồi, ba máy này.
để cho anh em giá là 330k nha, ba máy là 330k nha, máy hoạt động tốt hết, hàng China xuất Nhật 330k, mã số 4. Tiếp tục mã số 5, mã số 5 tiếp tục là hai con máy câu, mã số 5 tiếp tục là hai con máy câu. Rồi con này là đời cao ABS nè, con này hàng China xuất Nhật nhưng mà đời cao ABS nè, loại này thích hợp cho anh em chiên lưu rê lóc, chiên lưu rê lóc nha. Con này Gatio là 5.2, xây thương máy là khoảng 2.000 rưỡi, xây thương máy là 1.000 này, xây thật con nó khoảng khoảng 2.000 á. Được, con này lưu rê cực kỳ xịn nè, máy cực kỳ êm luôn nha. Rồi tiếp tục mã số 2 này, con này cũng rất là mịn luôn. Rồi thông số cước là xây thương máy là 2.000, cước 2.5 vào được 120 mấy, cước số 3 vào được 90 mấy. Gatio con này là 5.2. rồi hai máy này nha, hai máy này nó tương đương như nhau luôn, tích hợp cho anh em lưu rê lóc, câu ngâm, lăn xe gì đều được hết. Rồi cặp này để cho anh em giá là 320k nha, một con đời cao ABS này, mấy dòng đời cao ABS này rất là xịn sò luôn, anh em đánh rồi rất là sướng này. 320k hai máy nha. Tiếp tục mã số 6, mã số 6 tiếp tục là một con máy đây qua, một con máy đây qua, con này là thuộc dòng là nồi đồng cấu đá, con này là thuộc nồi đồng cấu đá nhưng mà Gatio con này rất là lớn nha. Gatio con này tới 5.3, cước số 4 vào được 200 mấy, cước số 5 vào được 150 mấy nha. Dòng này là dòng nồi đồng cấu đá, dòng đây qua, dòng đây qua, dòng speed enter này, dòng này thôi siêu bền, thích hợp cho anh em đến lục xa bờ, con ngâm, lân xe, con biển gì cũng được hết. Rồi con này mã số 6, con này là xây thương máy 3.500, xây thật con này là 6.000, hàng đây qua. Rồi giá em này là 600k, mã số 6, 600k. Rồi tiếp tục, đó là để like càng cao. Tiếp tục là một con máy câu. Rồi một con máy câu đây qua, một con máy câu đây qua, xây thương máy 2.000 thôi, xây thật con này tới 8.000, mô bình sống đôi tay trái phải, cước số 5 vào được 250 mấy, cước số 6 vào được 200 mấy, cước số 7 vào được 170 mấy, và cước số 8 vào được 140 mấy nha. Rồi con này đây, gọi hình đây, con gọi hình con này còn rất là mới luôn nha, xây thương máy 2.000, xây thật con này là 8-9.000, 8.000, xây thật con này là 8.000 nha. Mô bin sóng đưa tay trái phải, Gatio con này bao nhiêu đây? Rồi Gatio con này là 5.0, Gatio con này là 5.0 nha, chạy hai bạc đạn, hàng đây qua Japan, loại này thích hợp cho anh em con ngâm, lân xe, con biển, đánh lục xa bờ nha. Máy thì rất là êm mượt, nó có hai chế độ trẻo nó trả là nó không kêu thế này, rất là êm mượt nha. Rồi con này 8.000, hàng Long Cat Spawn. Con này là hàng Daiwa Japan, hàng cực kỳ đẹp luôn, bản nội địa Nhật luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 800k, mã số 7, 800k nha. Cối kim, cối carbon, thân carbon và tay quay kim loại, mô bin sóng đôi tay trái phải, 800k. Tiếp tục mã số 9 là có một con đây, mã số 9 em có một con Ultra nha. Con này là rất là êm mượt nhưng mà có cái tay quay chỗ này nó bị bể chỗ này nè, anh em chỉ không gặp lại được nha, chỉ để cứng thế này thôi, không gặp lại được. Tay quay thì bình thường nhưng mà không thể gặp lại để anh em đem máy, mà anh em phải để thẳng thế này thôi. Đấy, con này là xây thương máy là 6.000, xây thật con này thì khoảng 9.000 á, xây thật con này là khoảng 9.000 á. Đây Shimano Ultra bản nội địa Nhật, ngoại hình thì có bị xe xước chỗ này. Rồi con này thì anh em mà săn hàng rồi cực kỳ đỉnh luôn. Rồi con này nó bị hư tay quay nha, để anh em giá con này là 1.4 triệu, con này là 1.4 triệu nha. Đấy, Ultra thì dòng này là bản nội địa rồi, rất là êm mượt, nó bắt bằng ABS nha. Rồi mã số 9, Ultra Shimano bản nội địa Nhật, ngoại hình thì có bị xe xước đây, trong là ngoại hình có bị xe xước có cũ nha, giá là 1.4 triệu, mã số 9. Cái dòng này cao cấp mà. Rồi đầu tiên là một cây càng mê rút, thu gọn lại là 40 cm, độ dài là 1m65. Cây này là chất liệu là carbon, patch hãng vặn nha, dàn khoen ở đây,
dàn khoen là dàn khoen khoen hãng thế này. Rồi cái này cứng là 25, cái này là cứng 25 nha. Độ dài là 1m65 này, chất liệu là carbon, ngoại hình có sơn xước nhẹ chỗ này này, có sơn xước nhẹ chỗ này này. Đấy. Đấy. Hàng Olympic Japan nha, chất liệu là carbon, dàn khoen đây. Dàn khoen khoen hãng. Bắt là bắt hãng luôn, Olympic. Rồi cái này mã số 10. Mã số 10 này để cho anh em giá là mã số 10. Medirook. Rồi cái này để cho anh em giá là 500k. Tiếp tục mã số 11. Rồi tiếp tục mã 11. 11 là một cây cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 2m70, chất liệu là carbon nha. Cái này là thu gọn lại là 80 cm, pad là pad fuxi nè, 2m70 nè, ngoại hình rất là đẹp, nhỏ gọn nha. Dàn khoen là fuxi, đây đột nè. Rồi em này là đột 1, độ dài 2m70 này, chất liệu là carbon sống vòng này. Đột rút ra này, phô cần cực kỳ đẹp luôn. Rồi ISO khoen nhỏ, cần tay từ máy 2m70 bản nội địa nha, pad là pad fuxi. Dàn khoen là fuxi ISO nhỏ, mã số 11. 11 này để cho anh em giá cái này là, rồi cái này để cho anh em giá là 700k, mã số 11, 700k nha. ISO khoen nhỏ. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một cây càng ISO khoen nhỏ, nhưng mà đây, một cây càng ISO khoen nhỏ. Rồi cái này là chất liệu là fit nha. Rồi cái này là hàng Olympic Japan, độ dài là 2m70, pad là pad fuxi này. Dàn khoen cũng dàn khoen fuxi ISO nhỏ. Rồi. Em này là đột 2, độ dài cái này là 2m70 này, đột quốc ra phô cần cực kỳ mới luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 320k nha. Dàn khoen là fuxi ISO nhỏ này, pad là pad fuxi 2m70, 320k. ISO khoen nhỏ, cần tay cầm máy. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cây càng ISO khoen nhỏ. À cây 12 cũng thu gọn lại là 80 cm nha. Tiếp tục là một cây 13. 13 cũng cây này là Olympic Japan, pad là pad fuxi. Độ dài là 3m, đột 2, dàn khoen là fuxi ISO nhỏ. Cây này là thu gọn lại là 90 cm. Đây, ngoại hình này. Đầu hình tháp nha. Cây này là đầu hình tháp, đầu rồng phượng này. Đầu rút ra này, nước sơn cây này cũng còn khá mới. Rồi, cây này cũng để cho anh em giá là 320k nha. Dàn khoen là fuxi ISO nhỏ, pad là pad fuxi, hàng Olympic Japan, 320k. Mã số 13 chất liệu là fib. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là đây. Đây. 14 tiếp tục là rồi hai một cây càng 2m3, một cây càng 2m4 và một cây càng là 3m5 nha. Ba cây càng này này. Đấy. Ba cây càng này này. Rồi ba cây này để cho anh em giá là 360k nha, ba càng này. Một cây càng 2m3, một cây càng 2m4 và một cây càng là 3m50. Rồi em lên chi tiết từng cây này. Đây. Cây này là hàng giả trúc nè, ngoại hình có sơn xước nhẹ này, đấy. Rồi. Cái này cứng mấy hát? Cái này cứng là 2H này, cái này cứng 2H nha. Ngoại hình đọc lúc ra thì còn ok nè. Rồi, tiếp tục cây số 2. Cây số 2 cây này cũng hàng nội địa Nhật. Đây, ngoại hình có sơn xước đây. Tay cầm là cuốn chỉ, độ dài là 2m4. Mã 14 nè. Rồi cái này cứng là 1,5H, đầu phút ra này. Rồi, ngoại hình cái cần thì này thì có cũ nhẹ. Tiếp tục mã số 3, mã số 3 là một cái cần là 3m50 này, chất liệu là fib này, ngoại hình này. Đấy, ba cần này là giá là 360k nha. Đây, cứng là 1,5H, ngoại hình cần rút ra rất là đẹp mới nè. Rồi mã 14 320k. À 360k chứ. Ba cần nha, 360k, ba cần. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là hai cây càng. 15 tiếp tục là hai cây càng, một cây là 2m60 và một cây càng là 2m70. Một cây càng là Alpha Tico và một cây càng là hàng Japan. Nói chung là hai cây càng là hàng giả trúc hết. Đấy, hàng giả trúc Japan nha. Đây ngoại hình càng. Đây, đây mã 1. Mã 1. Rồi cái này cứng là 2,5H, chất liệu là fib này. Đọc rút ra này, cây này hàng Alpha Tico nha. Rồi hai cây này để cho anh em giá là 260k hai cần nha. 260k hai cần. Rồi cây này là độ dài là 2m60 nè. Ừ, hình cần. Phô cần còn ngon hết nha, cứng là 1,5H, đọc rút ra này. Rồi, 260k hai cần nha, chất liệu là fib, mã số 15, 260k.
Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là hai cây càng cao. 16 tiếp tục là hai cây càng cao. 16 tiếp tục là hai cây càng cao, cây 2m60 và cây 2m70 luôn. Đây ngũ hình càng đây. Hàng giả trúc nha. Phụ càng thì có một cây mới, một cây cũ. Cây này thì ngũ hình còn mới nè. Đây, ngũ hình coi cái này còn mới. Rồi, mã số 16. Cái này cứng mấy hát? Cứng là 1,5 hát. Độ dài đây. Cái này còn mới nè, độ dài là 2m70 nè. Cái này là 2m60, là ngũ hình có cũ nhiều theo thời gian nha. Rồi, cặp này cũng để cho anh em giá là 260k hai càng. 260k hai càng nha, cứng là 1,5 hát, đầu khúc ra nước sơn còn khá đẹp. 260k hai càng. Mã số 16. Ngũ hình đây. Tiếp tục mã số 18, 17 chứ. 17 tiếp tục là một cây càng hai khúc Lurelock, độ dài là 1m80, chất liệu là carbon sống bằm nha. Bản nội địa nha, patch là patch Fuji nè, dàn khoen là dàn khoen Fuji 100 đây, chất liệu là carbon sống vòng này, hàng cực kỳ đẹp luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji thế này 100 này. Rồi, cứng ML, độ dài là 1m80, chất liệu là carbon hai khúc. Đây, cây này là rất là xịn, đề ba của nó là khoen tới khoen 200 luôn này. Đây, cây này rất là xịn sò luôn nha. Rồi, cây này để cho anh em giá là 900k hai khúc Lurelock. Độ dài là đây. 1,80 cứng ML, giá là 900k. Tay cầm là gỗ bằng á, cầm rất là êm tay luôn. 900k. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là hai càng hai khúc Lurelock đây. Một cái càng hai khúc Lurelock, cái này cũng độ cứng là ML. Độ dài cái này là 1,80. À, độ dài cái này là 2,1 chứ. Độ dài cái này là 2,1 này, ngoại hình cái càng này là của thằng OGK nha. Cái này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập. Patch là patch hãng này, patch trời cao này, của OGK nha, Hàn Quốc xuất nhập. Đây. Lure là 7 đến 21 gram nha. Dàn khoen là dàn khoen hãng này. Rồi, hai khúc Lure lắp cứng ML, độ dài là 2,1. Chuyên cho anh em Lure này. Ngoại hình đây. Hình càng thì rất là đẹp luôn, Hàn Quốc xuất nhập. Patch hãng khoen hãng. Rồi, cái này để cho anh em giá là mã số 18, 800k. Tiếp tục mã số 19. 18 là 800k nha. Tiếp tục mã số 19. 19 là một cây cần tay, một cây cần tay, cây cần tay Kenaki. Kenaki cây này độ dài là 4m30 nha, chất liệu là carbon hai da sống ít nè. Đây, dòng Kenaki này. Carbon hai da sống ít nha, hàng này thì hàng cực kỳ đẹp rồi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, cái này cứng là 3H, cứng 3H nha, chất liệu là carbon hai da này, sáng ít nè. Loại này chuyên cho anh em săn hàng nha, đánh hồ dịch vụ đồ. Trong là loại này là săn hàng thì cực đỉnh rồi. Carbon hai da sáng ít nè. Rồi, mã số 19, cứng 3H, độ dài là 4m30, chất liệu là carbon hai da. Kenaki Daiwa Japan, bán nội địa nha. Cái này thì hàng cực kỳ xịn luôn nha, bản cực kỳ cao cấp, giá này là 2 triệu. Mã số 19, 2 triệu nha. Tiếp tục mã số 20. Đây, ngũ hình càng này. Siêu đẹp luôn nha. Rồi. Tiếp tục mã số 20, 20 tiếp tục là một cây cần tay. Chất liệu là carbon, độ dài cái này là 4m50 nè, một cây cần tay độ dài là 4m50 nè, đây ngoại hình này. Cái này là cứng là 5H, cái này là cứng 5H nè. Độ dài cái này là 4m50 nè, chất liệu là carbon sống vòng này, đầu khúc ra cực kỳ đẹp nè. Rồi, mã số 20, cần tay carbon độ dài là 4m50. Độ dài là 4m50 nha, độ cứng là 5H, ngũ hình càng này khá là đẹp mới, càng cực kỳ nhỏ gọn nha. Chuyên cho anh em săn hàng, mã số 20, giá em này là 1 triệu. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần tay carbon, 21 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cái này là 2m70, tay cầm là cuốn chỉ đây. 2m70 này, tay cầm là cuốn chỉ, ngũ hình càng khá là đẹp. Rồi, cái này cứng mấy H? Cái này là cứng là 3H. Cứng là 3H, độ dài 2m70 nè, đầu khúc ra nước sơn còn khá mới nè. Rồi, cái này để cho anh em giá là 600k, ngoại hình càng có sản xuất đây. Rồi, giá em này là 600k, mã số 21, cần tay carbon.
600k. Tiếp tục mã số 22 tiếp tục là một cây càng hai khúc lưu rê lắp. 22 tiếp tục là một cây càng hai khúc lưu rê lắp, cây này là hàng đây qua Japan, độ dài cây này là 1m83, hai khúc lưu rê lắp nha. Đây dòng này là dòng dòng đây qua đời cổ nhưng mà dòng đời xịn, hàng xịn của nó nha. Đây qua đây pass này, pass hãng này, pass qua đây qua này. Dòng khoe là dòng khoe Fuji sứ trắng, Fuji vàng này, dòng khoe là Fuji vàng này. Hai khúc cứng ML, độ dài cây này là 1m83, chất liệu là carbon, hàng đây qua. Cái này là đây, bắt đây qua nha. Ngoại hình này là dính, bị dính keo á. Ngoại hình cái càng này còn mới tinh luôn này. Rồi cái này mã số 22 này để cho anh em giá là hai khúc blue relop cứng ML, độ dài là 1m83, chất liệu là carbon, hàng đây qua. Giá này là 1,1 triệu. Tiếp tục mã số 23 tiếp tục là một cái càng hai khúc, hai khúc loại này thích hợp cho anh em. Càng này là càng UL nha, càng này là càng UL, càng này là càng UL này. Đây ngồi hình càng phát là phát Fuji nha, dàn khoen là khoen hãng thế này đây, dàn khoen là khoen hãng thế này này. Ngồi hình càng thì càng rất là mới, cái này chuyên cho anh em đánh UL cảm giác nha, càng UL đánh UL cảm giác này. Rồi hai khúc độ dài là 1m80, chất liệu là carbon, đánh UL cảm giác, phát là phát Fuji, dàn khoen là khoen hãng. Rồi cái này để cho anh em giá là đánh UL cảm giác, mã số 23, giá em này là 600k hai khúc. Tiếp tục mã số 24 là một cái cần, cái này là nó không biết nó hạ sao mà đây, dòng Powerless này, dòng này là hàng cực kỳ xịn luôn, nhưng mà cái ngọn này y như là cái ngọn này, nó cái cần này y như nó hạ làm cần tay vậy anh em. Cái thân gốc này nó dài tới 1,5 m luôn, cái thân gốc này nó dài là 1m50 luôn nha. Đấy cái này mà nó độ dài có được có 4m50 thôi, cái này nó cứng tầm khoảng 9h á, chiên cho anh em sang hàng nha. Đây nó cột tùm lum này. Đấy. Cái này cứng là tầm 9h, đây cột này, cái này là y như xô nó hạ xuống làm bằng tay á, cái này nó chỉ cứng 9h nha. Đây đột rút ra này, chỗ này có bị sơ xước này. Rồi cái này cứng tầm 9h, cứng 9h nha, độ dài là 4m50, chiên cho anh em sang hàng, nhưng mà cái thân gốc nó khá dài, là dài tới 1m50 đây này. Opalus này chung là hàng rất là đẹp, chung là người ta Nhật người ta đi lại keo rồi, rất là đẹp luôn này. Rồi cái này mã số 24, cứng 9h. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,1 triệu, cứng 9h nha. Rồi tiếp tục mã số 20, chất liệu là carbon. Tiếp tục mã số 25 tiếp tục là một cái cần tay siêu đẹp, độ dài cái này là 5,4 m này, ngoại hình cần này mới này, rất là đẹp phải không nha. Cần tay carbon, độ dài cái này là 5,4 m, chất liệu là fit nha. Chất liệu là cà fit chứ không phải là carbon em nhầm. Cứng là 1,5 h. Đọc rút ra này. Nước sơn cực kỳ đẹp luôn nha. Cần tay fit. Nước sơn cực kỳ đẹp luôn nè. Độ dài cái này là 5,4 m nha, ngoại hình càng rất là mới luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k. Càng tay này, chất liệu phíp này, ngoại hình càng mới tinh luôn này. 5,4 m, có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Trong là cái này nó chỉ có sơ xước dăm dăm nhẹ thôi. Rồi mã số 25. 25 càng tay phíp, độ dài là 5,4 m, 350k, hàng Olympic Japan, ngoại hình càng rất là đẹp mới. Long lanh. Tiếp tục mã số 26. Tiếp tục là hai cái cần tay, một cây cần là 2,7 m và một cây cần là 4 m. Chất liệu là fit nha, ngoại hình cần đây. Ngoại hình cái hai cây này là còn khá đẹp nha. Hai cái cần này còn khá là mới luôn này. Rồi, hai cần mã số 26. Mới kẹp đột rồi. Này bị tụt đọt rồi nha. Đây. Nó hai cây này đi. Một cây 36 và một cây 4 m nha. Đổi cây 27 nãy nè. Ngoại hình hai càng này cũng rất là rất mới. Hàng nội địa Nhật luôn. Đấy. Cái này cứng mấy h. Mã 26.
26 này cứng là 1,5 h này, độ dài là 3,60 này, thay đầu rút ra này. Rồi tiếp tục cây cần 4 m. Cần 4 m này, đấy. Cây này là do người Nhân Nhật làm này, cách tay cực kỳ đẹp, tay cầm là cũng chỉ nha. Đây ngũ hình cần. Rồi, cặp này để cho anh em giá là 300k nha. Cặp này để cho anh em giá là 300k, một cây 4 m và một cây 36. Đây. Cây này là cứng là 1,5 h, cần cực kỳ dẻo luôn, chất liệu phíp. Rồi. Hàng giả trúc, hàng rất là mới luôn nha. Rồi, hai cần giả trúc 4 m và 3,60 m, chất liệu là phíp. Rồi, cặp này để cho anh em giá là 300k, mã số 26, 300k. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần cần tay, 27 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cây này là 3 m, độ cứng cây này là 4 h nha. 3 m, độ cứng cây này là 4 đến 5 h á. Độ cứng cây này là 4 đến 5 h nha, đầu khúc ra này. Đấy, độ này cho anh em sân hàng nha. 3 m. Rồi, cái này để cho anh em giá là 250k. 250k, 3 m cứng là 4 đến 5 h. 250k. Tiếp tục mã số 28. Tiếp tục là một cây cần rồi, một cây cần Hip Power Atti, cây này hàng Shimano này, ngoại hình cây cần này bản nội địa Nhật này, chất liệu là carbon sống vòng này, patch là patch Fuji này, cứng 30, độ dài là 4,20 m này. Dàn khoen đây, dàn khoen là Fuji gập thế này nha. Dàn khoen là Fuji gập. Rồi cây này cứng lên này, đọc phút ra này. Đây ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm đây. Ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm nhẹ nha. Rồi cứng 30, độ dài là 4,20 m, chất liệu là carbon, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, hàng Shimano, 4,20 m, patch Fuji, Hip Power Atti. Rồi cây này để cho anh em giá làm có đấu trạm nha, có sơ xước nhẹ. Rồi cây này để cho anh em giá là 1,800k, 1,800k nha. Tiếp tục mã số 29. Dòng này anh em đến lục xa bờ thì cao cực đỉnh rồi. Tiếp tục mã số 29 đây, ngoại hình này, Hip Power này, patch Fuji này, nguyên spin này, cứng 30, 4,20 m nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập này, đầu khúc ra này. Rồi hình có sơ xước chăm chăm nhẹ thôi. Rồi tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần suốt. Suốt cây này là độ dài là 4,25 m, chất liệu là carbon. Cây này là hàng Olympic Japan, patch Fuji này, ngoại hình có bị sơ xước bể chỗ này, chỗ đây các bị sơ xước chỗ này này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập nha. Dàn khoen Fuji gập. Cây này là cứng là 33, cứng 33, độ nãy là 35 nha. Cây này là cứng 33, độ nãy là 35 nè. Chất liệu là carbon này, độ dài là 4,25 m. Kết hợp cho anh em đến lục xa bờ. Đây ngoại hình càng có sơ xước này, ngoại hình cây càng này nó có bị sơ xước đây, cái sơ xước chỗ này nhiều nha. Rồi cái này để cho anh em có sơ xước nhiều này. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,500k nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, độ dài là 4,25 m, patch Fuji, ngoại hình càng đây, hàng Olympic Spa, mã số 29. 29 giá là 1,500k. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây cần xuất lỡ, độ dài cái này là cứng 15, độ dài là 2,1 m này. Loại này lưu rê lóc, rất là sướng, patch Fuji này. Dàn khoe là dàn khoe Fuji nha, 2,1 m. Rồi cái này nó có hai đột thôi. Cái này chiên cho anh em lưu rê lóc rồi rất là sướng luôn nha. Không ngâm. Đây, chất liệu là carbon sống vòng này. Rồi cần tay xuất lỡ chứ carbon này, family spin, cứng 15, độ dài 2,1 m. Rồi cái này để cho anh em giá là 700k, mã số 30. 700k. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần rồi cây này cũng xuất blue suit nha. Dòng này thích hợp cho anh em lưu rê lóc câu ngâm này, patch hãng này, dàn khoen cũng dàn khoen hãng nha. Rồi cái này chất liệu là carbon nha, chất liệu là carbon, phát hãng khoen hả. Rồi cái này để cho anh em giá là 650k nha. 650k này, ngoại hình càng rất là đẹp đây, ngoại hình càng rất là đẹp nha. Blue suit phát hãng, dàn khoen hả, giá là 650k, chất liệu là carbon. Cái này là cứng là 20, cứng 20 nha. 650k, mã 31. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cây cần 32. Tiếp tục cây này cũng là carbon suốt, suốt lỡ nha. Cái này là suốt lỡ, cứng 15, độ dài cái này là 24 này, patch Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Rồi cái này cứng 15 này, độ dài 24 này, chiên cho anh em lưu rê lóc câu ngâm. Đấy, hình đây,
dàn khoe là dàn khoe Fuji, pad pad Fuji. Rồi cái này để cho anh em giá là 700k, mã số 2032, tập bản số 33. 33 tiếp tục là một cái cần 33 tiếp tục là một cái càng Holiday Spin cứng 15, độ dài là 3m60 này, pad pad Fuji này, hàng Shimano. Dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp thế này, ai dàn khoe là dàn khoe Fuji nha. Đây, Shimano. Cứng 15, độ dài là 3m60, chất liệu là carbon, pad pad Fuji này. Dàn khoe là dàn khoe Fuji luôn. Đọc rút ra đây. Đọc rút ra thì cái này người ta sơn lại thôi nha, còn lại nó là cái sơn nó còn khá là mới đẹp luôn. Hồi này sẽ cho anh em con ngâm lăn xe mặt biển, dàn khoen này, dàn khoen Fuji, pad pad Fuji FF8 cứng 15, 3m60, mã số 33. 33 này để cho anh em giá là 33. Rồi, cái này để cho anh em giá là 900k. 33 này 900k nha. Rồi, tiếp tục mã số 34. 34 tiếp tục là một cái càng ISO khoen nhỏ. 34 tiếp tục là một cái càng ISO khoen nhỏ nha. Cái này là độ dài là 5m30, hàng NFT. Đây, có đấu trọng này, thạp cho anh em câu gần biển, phát là phát Fuji này. Đây, hàng NFT 5m30, chất liệu là carbon, sóng vào. Đây, dàn khoe nó đây, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ này, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ nha. Đây là đột máy. Rồi, cái này rất là cứng luôn, cái này cứng khoảng là 6H anh em nha. Cái này cứng là khoảng 6H, cái này tức là khoảng độc 6 á. Đấy, loại này thích hợp cho anh em đánh bộ lực nha, đánh lục xa câu lợn, đánh lục đầu càng rất là sướng nè. Dòng này thích hợp cho anh em lục đầu càng rất là sướng, câu biển câu gầy, cứng tầm khoảng 6H. Dàn khoe này, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ này. Rồi, pad Fuji NFT, đủ cái này mà đánh thì thao cực đỉnh luôn này. Cái này đánh rất là chắc chắn luôn này, rất là sướng luôn nha. Rồi, cầm rất là đầm tay luôn. Rồi, mã số 34. 34 này để cho anh em giá là 1.100.000. Rồi, em lấy tạm 34 cây cần về cho anh em tham khảo nha. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy, 0794559193 nha. Rồi,